Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Giờ Thứ 9. Kính thưa quý vị, mẹ chồng, nàng dâu luôn là câu chuyện bất tận mà dù mới, dù cũ, dù xưa hay xã hội hiện đại ngày nay, chuyện mẹ chồng, nàng dâu cũng chỉ xoay quanh những câu chuyện vụn vặt trong gia đình. Vì vậy mà các cụ người ta xưa mới có câu, thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu, mẹ chồng. Lại nữa, các cụ còn dạy, xa thương gần thường. Trong quá trình sống chung, mẹ chồng nàng dâu thường có những va chạm do sự khác biệt về tâm lý, thói quen và quan điểm sẽ không thể tránh khỏi, nhất là giữa hai kẻ vốn khác máu tanh lòng. Thêm vào đó, với bản tính đặc trưng của phụ nữ là coi trọng yếu tố tình cảm, nên ai cũng cảm thấy tình cảm của người con trai, người chồng không dành trọn vẹn cho mình. Và chính trong lúc này, người con trai, người mà cả hai người phụ nữ đều thương yêu, lại bị mắc kẹt ở giữa và chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan, giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng không dễ để hòa giải được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Giờ Thứ 9 hôm nay xin được gửi tới quý vị câu chuyện Mắc kẹt. Tôi năm nay đã gần 60 tuổi. Cái tuổi sắp về nghỉ hưu để vui vầy, chăm sóc cho gia đình, bù lại những tháng năm miệt mài với công việc. Tôi lấy vợ khá sớm, ngay khi còn đang học năm cuối của trường đại học y. Mẹ tôi hết sức phản đối vì bà muốn tôi học hành tươm tất, sau đó đi làm rồi mới tính chuyện vợ con. Nhưng bên gia đình nhà vợ tôi và cả vợ tôi lại muốn chúng tôi tổ chức đám cưới sớm, vì cô ấy đã học xong và đi làm. Như vậy, vợ tôi sẽ có điều kiện chăm sóc và chu cấp để tôi chuyên tâm học hành hơn. Mẹ tôi tuy không đồng ý, nhưng thương con nên bà cũng đành gật đầu. Sau khi tôi ra trường và đi làm được một năm, thì vợ chồng tôi đón mẹ lên ở cùng. Vợ chồng tôi sinh được hai người con, cả hai đều là trai. Có lẽ vì điều này mà mẹ chồng tôi vui vẻ hơn và thương yêu tôi hơn. Bởi dòng họ chồng tôi, từ đời cụ nội tôi tới khi sinh ra chồng tôi đều là độc đinh. Gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc và đầm ấm bên nhau. Cậu con trai lớn của tôi cũng đã học xong đại học và đang đi làm ở một công ty có tiếng ở trong nước. Hôm trước, cháu dẫn bạn gái về ra mắt chúng tôi và xin phép cho các cháu được tổ chức đám cưới. Vừa mới nghe thế, mẹ chồng tôi đã mừng đến chảy nước mắt. Còn tôi thì khăng khăng không đồng ý. Nhìn bà và mẹ căng thẳng, cậu con trai tôi rất hoang mang lo lắng vì cháu chưa chứng kiến cảnh tượng ấy bao giờ. Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở gia đình nào mà chẳng có. Gia đình tôi cũng không phải ngoại trừ trong số ấy. Và tôi muốn kể cho quý vị, cũng như cậu con trai sắp lập gia đình, câu chuyện tôi đã phải trải qua của hơn 20 năm về trước. Và tôi tạm lấy tên câu chuyện đó là Mắc kẹt. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là chiều tối ngày thứ Bảy. Sau một tuần làm việc mệt nhoài với biết bao ca mổ, ca cấp cứu và những bệnh tình khó chẩn đoán của bệnh nhân khiến tôi đau đầu và căng thẳng. Vậy mà vừa về tới nhà, tôi đã hết sức bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang, vắng lặng. Trên bàn làm việc của tôi là hai bức tối hậu thư. Một bức là của vợ và một bức là của mẹ. Hai bức thư được viết với lời lẽ khác nhau, nhưng tựu chung đều tràn đầy sự tức giận, chứa tràn nước mắt và đều dồn vào chồng tôi. Cái thế tiến thoái lưỡng nan, phải lựa chọn giữa một bên là mẹ, một bên là vợ. Bức thư của mẹ chồng tôi được viết bằng những nét chữ run rẩy, to cổ cộ, chữ như trẻ con tập viết, lời lẽ trong đó cũng rất đơn giản và giản tiện. Bà chỉ thông báo với con trai rằng mẹ sẽ về quê, trả lại cho vợ chồng tôi cuộc sống yên ổn. Bà gọi vợ chồng tôi là hai anh chị, xưng tôi. Cái giọng điệu hờn giận chẳng lẫn vào đâu được. Bà còn nói sẽ không bao giờ thèm lên Hà Nội nữa và sẽ không bao giờ thèm xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi. Đừng ai về nài nỉ làm gì, ý mẹ đã quyết. Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi cũng chỉ còn có mẹ là người ruột thịt duy nhất trên đời. Bố mất sớm,
một tay mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Nhà tôi nghèo, mẹ đã phải nhịn ăn để nhường cơm cho tôi, mặc áo rách để tôi được tấm áo lành mặc đi học không xấu hổ với bạn bè. Mẹ đã hy sinh nhiều vì tôi. Thương mẹ, tôi cố gắng học hành rồi thi đậu vào đại học y. Ngày tôi khăn gói lên Hà Nội theo nghiệp học hành, mẹ lại một mình lủi thủi ở quê làm ruộng, chăn lợn, chăn gà, kiếm tiền nuôi tôi ăn học. 6 năm anh học đại học là 6 năm bà vất vả, chắt chiu từng đồng, từng hào để gửi lên cho anh. Sinh hoạt phí nơi thành thị đắt đỏ, số tiền anh tiêu hàng tháng, dù đã cố gắng tằn tiện lắm, cũng đã là cả một món tiền lớn, một gánh nặng làm oằn cả đôi vai gầy guộc của bà. Nhưng mẹ chồng tôi chẳng bao giờ kể công với ai, bà chỉ âm thầm vun vén cho anh mà chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi đọc ở một cuốn sách nào đó có câu rằng, đời người ta là vay của cha mẹ, trả cho con cái, và thấy thấm thía vô cùng. Công ơn của mẹ, nghĩa tình của mẹ, cả cuộc đời này chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trả hết được. Mẹ lên Hà Nội ở với vợ chồng tôi, không bà con thân thích, hàng xóm láng giềng, cũng chẳng thân mật như ở quê. Cả ngày mẹ thui thủi ở nhà, quanh đi quẩn lại chỉ có chiếc tivi làm bạn. Tôi cứ về đến nhà là mẹ lại mừng rỡ ra mặt, tíu tít chuyện trò, chăm sóc cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, như thể tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dường như với mẹ, tôi là tất cả những gì mẹ có trong cuộc đời này. Từ ngày anh lấy tôi, bà cảm thấy hụt hẫng rất nhiều, cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Bà đâm ra hay giận dỗi vì những điều vặt vãnh. Nhiều lần tôi làm mẹ tự ái, đòi bỏ về quê, chồng tôi phải nịnh hết lời, mẹ mới nguôi cơn giận. Chẳng biết từ bao giờ, mẹ chồng tôi lại trở thành một người ích kỷ. Trong thâm tâm, mẹ chồng tôi luôn sợ rằng anh có vợ rồi sẽ quên mất mẹ. Vị trí của người mẹ trong lòng chồng tôi sẽ không còn nữa. Bởi vậy, bà luôn có ý giành giật anh với tôi. Thỉnh thoảng, mẹ lại đau ốm, toàn những căn bệnh không rõ nguồn gốc, triệu chứng mập mờ, để tôi phải cuống cuồng lo lắng chăm sóc. Có những hôm mẹ tôi rên xiết cả ngày, kêu đau đớn mà tôi không thể biết mẹ tôi bị bệnh gì. Chạm đến chỗ nào trên người, mẹ tôi cũng kêu đau. Tôi nói đưa mẹ đến bệnh viện tôi làm việc để khám và chụp chiếu cho mẹ, nhưng mẹ dứt khoát không chịu đi. Mẹ bảo cả đời mẹ chưa biết đến bệnh viện bao giờ, nên bây giờ cũng không cần phải đi bệnh viện làm gì. Ban đêm, tôi không yên tâm để mẹ ngủ một mình, nên cả tối ngồi bên giường mẹ canh cho mẹ ngủ, mặc vợ tôi đi vào đi ra, và cả đêm cũng mất ngủ vì mẹ con tôi. Nhưng một tháng mẹ chồng tôi ốm một hai lần đã đành. Đằng này tuần nào bà cũng kêu ốm, kêu đau, khiến chúng tôi không ít lần phải chạy đôn chạy đáo, xanh mắt lại vì lo lắng đến nỗi không làm nổi việc gì vì quá lo cho sức khỏe của bà. Dù mẹ tôi kêu ốm kêu đau thế nào, nhưng hễ tôi đưa thuốc, dù là thứ thuốc bổ để bà uống, mẹ chồng tôi cũng dứt khoát không uống. Thế là cứ hết giờ làm việc, về đến nhà, vợ chồng tôi lại loanh quanh luẩn quẩn bên bà để chăm sóc đến nỗi chẳng có thời gian để ý quan tâm tới nhau nữa. Vợ tôi cũng chẳng vừa. Ban đầu cô ấy còn chịu để mẹ chồng lấn lướt, nhưng càng về sau, cô ấy càng tỏ rõ ý ganh đua. Mẹ chồng đau đầu thì cô ấy cũng đau bụng, đau đến quằn quại, đau đến khóc thét lên khiến cho tôi sợ hãi. Dù là bác sĩ, nhưng tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân những căn bệnh của mẹ và vợ mình. Những lúc chồng tôi vắng nhà, tôi lại ra sức thể hiện và khẳng định vai trò người chủ trong gia đình của mình. Tôi mua sắm và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách, không hề hỏi ý kiến của mẹ chồng. Tôi làm mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn có một suy nghĩ rằng chính tôi là người đóng góp một nửa tài chính trong nhà, là hậu phương của chồng tôi, nên tôi có quyền định đoạt chuyện gia đình. Không chỉ có chuyện sắp đặt lại nhà cửa, mà chuyện bếp núc chợ búa, mẹ và vợ tôi lại càng căng thẳng hơn. Mẹ tôi vốn thích ăn những món luộc, thế nhưng từ khi thấy vợ tôi thường xuyên nấu những món luộc để giảm cân, thì mẹ tôi lại chuyển sang thích những món xào, những món chiên.
cả gia đình chỉ có bữa tối là bữa ăn chính, nhưng chẳng hôm nào tôi ăn được yên. Không phải vợ tôi lải nhải về chuyện, mẹ tôi cứ cất hết bát đĩa cô ấy vừa mới mua vào tủ, khiến mỗi lần nấu ăn lại vất vả lấy xuống. Thì thế nào cũng là mẹ tôi cằn nhằn về chuyện con dâu vô ý. Mẹ giả răng yếu mà nó nấu cơm cứ cứng như đá. Chẳng ai chịu ai, chỉ có tôi ở giữa là gánh chịu tất cả. Nghĩ mình bị con dâu lấn lướt, bắt nạt, nên mẹ chồng tôi kéo thêm một cô cháu họ ở quê lên. Nói là để giúp việc, nhưng thực chất là để thêm người bênh vực về phe với mình. Giờ đây, mẹ chồng tôi không vờ ốm đau hay lời ra tiếng vào như trước, mà thỉnh thoảng bà lại xui cô cháu gái mách với chồng tôi những tội của tôi. Nào là tội hoang phí vì mua quá nhiều thức ăn, toàn mua ở siêu thị, lại không được để thức ăn thừa trong tủ. Nào là tôi to tiếng với bà, hay tôi cư xử không tốt với cô cháu chỉ vì cháu nó dùng ít son phấn của mình. Vợ tôi cũng chẳng chịu thua. Dăm bữa cô lại nỉ non vào tai tôi những lời lẽ thống thiết rằng bị mẹ tôi đối xử quá nghiệt ngã, khắt khe, rằng mẹ chồng quá khó tính, cô cháu gái cậy mẹ bênh nên quá hỗn hào. Đi làm về khát khô cổ, chưa được cốc nước mà tôi đã ngay lập tức phải trở thành một quan tòa bất đắc dĩ để phân xử những vụ việc tùn mùn theo kiểu chuyện bé xé ra to giữa mẹ và vợ. Mà trong vai trò quan tòa ấy, chồng tôi cũng chẳng thể là một người công minh được, bởi không thể cứ theo lẽ thường mà phân xử. Chồng tôi còn phải lựa đủ chiều để không làm mẹ phật ý, cũng như không làm tôi giận dỗi. Có lần chồng tôi lỡ xử án không đúng ý mẹ chồng tôi, y như rằng tối hôm đó bà bỏ cơm, mặt khó đăm đăm, không nói với tôi một câu nào. Còn có lần chồng tôi lại xử không hợp ý tôi, hậu quả tất nhiên là cả tuần đó tôi mặt mày sưng xỉa, không thèm đả động gì tới ai cả. Tôi như cái bánh bị giằng co giữa hai người phụ nữ, nhiều lúc chỉ muốn đứt làm đôi. Có những khi trong cái im lặng nặng nề của cả hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi nghĩ rằng cả mẹ và vợ tôi chỉ vì quá ích kỷ mà đã chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của tôi. Họ say sưa trong trận chiến đến nỗi quên mất rằng kẻ bại trận và chịu nhiều thương vong nhất lại chẳng là ai khác ngoài tôi. Tôi mệt mỏi và chán nản đến độ nhiều lúc chẳng muốn về nhà nữa. Có những hôm tôi biết chồng tôi đứng trước cửa nhà, nghe thấy bên trong tiếng văng vẳng vọng ra, tiếng phụ nữ cãi nhau. Chồng tôi cứ bần thần như vậy một lúc lâu. Dù mệt mỏi sau một ngày căng thẳng ở bệnh viện, chắc hẳn chồng tôi rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nghĩ cảnh vào đến nhà lại phải phân giải chuyện này chuyện kia, anh ấy lại quay đi. Ra đến quán bia, tôi buồn bã ngồi uống một mình tới tận đêm khuya. Khi chắc rằng cả mẹ và vợ đã đi ngủ, tôi mới lại trở về. Tôi đã chán phải phân xử, chán làm trọng tài. Tôi chỉ muốn được là một người chồng, một người con trong gia đình êm ấm hòa thuận. Cả mẹ và vợ tôi đều có lý do riêng để tự cho mình là người có tiếng nói nhất trong gia đình. Và họ dường như quên khuấy mất cái vị trí người chủ gia đình của tôi. Thưa quý vị, đã quý vị nào từng mắc kẹt giữa mẹ đẻ và vợ mình chưa? Tôi tin là đã từng xảy ra. Chúng ta cùng xem xử trí trong tình huống cay cấn này của người chồng trong phần tiếp theo của câu chuyện được phát sóng trên kênh Lao Động TV vào Chủ nhật tuần này nhé.